Xin chào anh em, hôm nay tôi có một cái sản phẩm giới thiệu với anh em nhé. Đây là cái khóa cửa điện tử của Gateman. Đây này, hàng của thương hiệu của Hàn Quốc nhé, anh em nhìn này. Designed by Arrival in Korea. Đây là một cái thương hiệu của Hàn Quốc. Đây, rất là xịn, tiêu chuẩn cao nhé. Đây, Hàn Quốc này. Tôi mở hộp cho anh em xem nha, bên trong có cái gì. Cái này nó khóa cửa điện tử, nó sẽ có các cái chức năng bằng mã số, biến cái cửa thông minh cửa thường của nhà mình thành cửa mã số, và có thêm cả chức năng mở khóa bằng thẻ từ app. Bên trong hộp này sẽ bao gồm một cái hướng dẫn lắp khóa nhé. Anh em lưu ý cái bộ này để mình đo trên cửa, để mình đục cái gỗ trên cửa theo. Anh em giữ cái tờ này nhé, để mình lắp đặt đừng vứt đi. Đây, bộ khóa là như này. Đây, hàng rất là xịn, các khóa đều bọc vải hết, anh em nhìn thấy không? Rất xịn luôn. Đây, bên trong này. Đây là khóa mặt ngoài nhá. Đây khóa mặt ngoài này. Đây có seal, đây chưa bóc, anh em mua về bóc vào nhá, mới tinh. Phay kim loại. Sẽ có mật khẩu ở đây, mình nhập mã từ tính cảm ứng hết nhá. Nhập mã để mở khóa này. Đây là khóa kéo ra đẩy vào. Cái thiết kế kiểu này thì là kiểu đẩy và kéo, nó sẽ không cần phải phân biệt cửa tay trái tay phải gì hết. Tất cả các cửa, tất cả các tay tay trái phải đều lắp được. Đây logo Gateman được đúc chim ở đây. Rất là đẹp. Nhìn kim loại luôn này, đẹp lắm. Đây khóa đây, phụ kiện này, phụ kiện này sẵn pin luôn cho anh em nhé, sẵn pin luôn phụ kiện này. Đây phụ kiện này, thẻ từ nhá, thẻ từ đây, tôi xem có sẵn mấy cái thẻ từ. Có 4 cái thẻ từ, 2 cái dạng móc khóa và 2 cái dạng thẻ. Đây, thẻ này anh em mình chạm vào khóa này là mở. Đấy, có 4 cái đấy, 2-4 kiểu dáng khác nhau. Cái thẻ này có thể mua thêm nhé. Còn đây mặt trong này, đây khóa mặt trong, đây mặt trong này, đây phần thay pin, anh em thể khóa này, mở khóa đây, chốt đây là chốt của nó, còn pin lắp vào đây. Đây rất là đẹp. Ngoài trong bộ thì nó kèm luôn cả cái lõi khóa cho mình. Đây tôi sẽ nói cho em xem lõi khóa luôn. Đây là loại khóa nó đi kèm này, cũng của chính hãng Gateman luôn. Lõi nhé. Bên trong hộp ở đây. Đây. Đây là phần ổ khóa lõi, gọi là cái lõi khóa ổ khóa đi cùng với cái này để anh em lắp vào cái khóa cửa nhà mình. Đấy, một bộ nó bao gồm đây khóa này, hai cái tay khóa. Đây chưa bắt ốc nhé. Anh em bắt đầu lắp thì bắt đầu vào vít vào đây. Đây chưa, tôi chưa vít đâu. Nguyên bộ như thế. Đây, cho anh em nắm lại lần nữa này. Rất là đẹp và xịn luôn. Nguyên siêu chưa bóc luôn này. Thẻ từ nhé, khóa từ. Tất cả các cửa gỗ đều lắp được nhé. Cửa nhôm thì anh em gọi thợ để tính thử xem là cái cửa nhôm thì nó có vị trí để nhét cái ổ khóa này không. Nếu nhét được cái ổ khóa này là lắp được. Đấy. Ok, em mời anh em chốt nha.